chị Bảy đâu ít đâu nhiều gì chị Bảy cũng chịu hết á. Để cho khách tôi nằm im tôi làm công chuyện coi. Trời ơi khách tôi chịu khó lắm luôn á. Đau không chị Bảy? Đau quá. Đó ít hay đau nhiều? Nhiều chứ ít. Mà chịu được không? Chị Bảy muốn đẹp hay muốn xấu? Muốn đẹp hay muốn xấu? Hỉ 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 tại vì nói chuyện với khách mà khách không trả lời phải hỉ tí còn nổ hai bên lông mắt nữa đó. Còn cái nhau đi đâu sao đi ăn hay uống gì đi đâu rồi đâu mà đi kỹ làm kỹ vậy đó hả? À, tại vì hôm nay em nghe đồn là chị Bảy đi tăng gia nên em phải quá từ ở dưới chim xong rồi lên mặt trên đầu. Tí nữa chị Bảy có bo em không? Có bo em không? Có không? Có không? Tí nữa chị Bảy có trả tiền em không? Có trả không? Hỉ? Có trả tiền không? Chị Bảy trả tiền nha. Chị Bảy đừng có quỵt nha. Chị Bảy quỵt là em bắt cóc chị Bảy đây luôn á. Trời cha. Thôi nhổ tiếp đi cho nó sạch nè. Còn mấy cọng nữa. Nó đẹp liền luôn.